Trong triển lãm ô tô Thượng Hải 2021 diễn ra vào cuối tháng 4 năm nay, hãng Toyota đã vén màn mẫu xe concept hoàn toàn mới mang tên BZ4X. Sau một tháng, hãng Toyota lại mang BZ4X đến trưng bày ở nước Mỹ trong sự kiện. Được biết, BZ4X là hình ảnh xem trước cho mẫu SUV cỡ nhỏ chạy hoàn toàn bằng điện mà hãng Toyota sẽ tung ra thị trường trong tương lai không xa. Đồng thời, đây cũng sẽ là mẫu xe điện đầu tiên mang thương hiệu BZ của hãng Toyota. BZ4X là sản phẩm do Toyota kết hợp cùng đối tác ruột Subaru phát triển. Nếu như Toyota có BZ4X thì Subaru cũng có Solterra. Trên đầu xe không được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn đặc trưng của thương hiệu Toyota vì đây là ô tô điện. Thay vào đó xe có ốp màu đen bóng nằm giữa hai đèn pha, tích hợp cảm biến. Bên dưới là hốc gió, trung tâm khá lớn với viền mạ chrome. Tiếp đến là cụm đèn pha hình thang với bốn bóng LED vuông vắn, nằm bên dưới giải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L cụm đèn pha được tích hợp vào chắn bùn trước màu đen bóng. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy những đường dập gân sắc sảo, chắn bùn sau nổi bật và ốp màu đen bóng xung quanh hốc bánh. Các cột và nóc cũng được sơn màu đen bóng. Thú vị hơn là thiết kế đuôi xe với cụm đèn hậu nối với nhau bằng dải đèn LED thanh mảnh ở giữa. Ngay bên trên dải đèn LED này là cánh gió nhỏ màu đen dù đã có cánh gió mui. Ngoài ra, hãng Toyota còn trang bị ốp màu đen bóng, ăn sâu vào chắn bùn sau, cho cụm đèn hậu. Bên trong xe được trang bị nội thất đậm chất tương lai với vô lăng hình bán chữ nhật theo phong cách xe đua, kết hợp với hệ thống lái điện tử. Theo hãng Toyota, vô lăng này giúp người lái không cần phải di chuyển tay khi ôm cua hay quay đầu. Nằm trên cao sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số. Tiếp đến là cụm điều khiển trung tâm được thiết kế theo phong cách thác nước, đi kèm màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp lô và núm xoay chuyển số hãng Toyota khẳng định cơ sở gầm BETNGA mới sẽ giúp xe có chiều dài cơ sở lớn, mang đến khoảng rũi chân ở hàng ghế sau rộng như SUV cỡ D. Hiện hãng Toyota chưa công bố thông số của motor điện dùng cho BZ4X, chỉ biết rằng, mẫu xe này có motor điện trên cả cầu trước lẫn cầu sau, mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho xe. Đồng thời, hãng Toyota cũng hứa hẹn rằng BZ4X sẽ có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc, phạm vi hoạt động cạnh tranh và cụm pin vừa dùng được lâu vừa đáng tin cậy. Nhờ đó, phạm vi hoạt động sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả trong thời tiết lạnh giá. Đó là chưa kể đến hệ thống sạc bằng pin năng lượng mặt trời nhằm tăng phạm vi hoạt động của xe. Dự kiến, Toyota BZ x bản thương mại sẽ được công bố thông tin vào cuối năm nay. Đây là một phần trong kế hoạch điện hóa 70% dòng sản phẩm của Toyota vào năm 2025. Từ nay đến lúc đó, hãng Toyota sẽ tung ra tổng cộng 15 ô tô điện mới, bao gồm 7 mẫu xe mang thương hiệu BZ, xe cổ, xe cổ.